chúng ta vẫn chưa thấy cái hiện tượng là người người đổ xô vào tìm kiếm cái từ Bitcoin ở trên Google Các bạn thấy được là cho đến khi nào mà các bạn đi ra chợ Bà bán rau ở chợ của các bạn là làm sao đi mà mua Bitcoin Thì lúc đó các bạn mới bắt đầu lo lắng Chứ bây giờ các bạn thấy là chúng ta nhìn vào bitcoin tăng trưởng phá đến mới liên tục nhưng mà khi mình thường nói chuyện với bạn bè mà không có trong chuyện crypto này hay là thậm chí là người thân mà không có trong chuyện crypto này đã hầu như là cũng không để ý tới mà cũng không có suy nghĩ nhiều về bitcoin cho nên bây giờ vẫn còn rất là sớm trong cái mùa tăng trưởng này chúng ta bây giờ chỉ thấy được cái sự mà khan hiếm bitcoin dẫn đến là giá cả tăng lên và một phần là tại vì cái bitcoin halving xảy ra hồi tháng năm các bạn cũng đã thấy là thường là giá cả có cái sự đột biến sau Bitcoin ha bình 6.8 tháng và Bitcoin ha bình hồi tháng 5 của năm 2020, lúc mà cái số lượng Bitcoin mà một block đó bị giảm đi phần nửa thì bây giờ các bạn thấy được là từ tháng 5 cho đến tháng 12, đó là 7 tháng, cũng là cái thời điểm mà chúng ta thấy là Bitcoin có sự tăng trưởng mạnh. Và cũng như là những cái đợt trước đây, các bạn thấy được là Bitcoin lại phá đỉnh cũ, lập đỉnh mới và lại làm điều đó liên tục. Và nếu như mà chúng ta nhìn vào tình hình bây giờ đó, Bitcoin đã là 26.000 rồi, cho là 25.000 đi. 25-26.000 mà nếu như mà chúng ta phải thấy Bitcoin đó, giá cả tăng lên 4 lần như năm 2017 đó, thì lúc đó các bạn mới thấy được là cái sự hứng thú đến từ những nhà đầu tư thông thường mới tăng vọt ở trên Google như vậy Người ta đi tìm kiếm từ Google nhiều đó Thì lúc đó giá Bitcoin phải là 100 ngàn Có nghĩa là Bitcoin phải là 100 ngàn đô Thì chúng ta mới thấy là cái đợt tăng trưởng kế tiếp trong vòng 2 tháng mới là cái đợt tăng trưởng cuối cùng của chu kỳ này và dựa theo trước đây đó là giá tăng 3 lần sau khi mà các bạn thấy là mọi người hứng thú kéo dồn dập vào trong Google để tìm kiếm Bitcoin đó thì có nghĩa là nếu chúng ta tính theo cái tài liệu của năm 2017 thôi thì Bitcoin nó sẽ là có mức là 100.000 đô khi mà thật sự là mọi người ai ai nhà nhà ai ai cũng quan tâm đến Bitcoin hết thì lúc đó giá Bitcoin lại tăng 3 lần thì cũng tăng lên cái mức là khoảng 300 000 Đây cũng là một trong những cái dự đoán Được đưa ra rất là nhiều người Có nghĩa là bây giờ đã nhiều người đã thay đổi cái suy nghĩ của mình Không nghĩ là Bitcoin chỉ tăng lên tới 50 ngàn hay 100 ngàn nữa Mà nhiều người bây giờ dựa theo những tài liệu trước đây đó Nghĩ là giá Bitcoin sẽ tới 100 ngàn đô Khi mà thật sự là chúng ta thấy cái sự phô mô mạnh Đến từ những cái người thông thường Và sau đó sẽ giá Bitcoin lên 3 lần Lên 300 ngàn đô Và tất cả những điều này đó các bạn thấy là những dự đoán bây giờ Là sẽ xảy ra trong năm 2021 có nghĩa là các bạn thấy một cái dự đoán cực kỳ là không ai có thể tưởng tượng được nếu như chúng ta nói tới đây giá Bitcoin lên tới 200.000 đô đừng nói tới 200 000 đô 100.000 đô thôi trong vòng thời gian một năm thì cũng đã coi như là một điều mà khó ai tưởng tượng được và các bạn thấy được là một năm chứ không phải là hai năm ba năm bây giờ những dự đoán là xoay quanh năm sau năm 2021 mà thôi thì cái tình thì bây giờ đó so với lại năm 2017 đó thì như thế nào các bạn hãy nhìn vào một trong những cái tài liệu được chia sẻ trên Twitter đi thì chúng ta bây giờ nhìn vào hai cái thuyết được chia sẻ bởi Stock to Flow ngày hôm nay Bởi Plan B thì các bạn thấy được là Plan B là một trong những người rất nổi tiếng về cái mô hình Stock to Flow là Chúng ta cũng đã thường hay nói tới, thường đã làm một cái đối với cái chi tiết năm 2019 đó Là Stock to Flow chứng đón giá của BTC là 100.000 đô cho năm 2021 Và Stock to Flow ít nhất cũng chỉ được là Bitcoin á. cái lúc mà thời điểm mà đi xuống mạnh của năm 2019 á, thì đã chỉ có được là Bitcoin ít nhất cũng lên tới 50.000 đô 55.000 đô thì để chia sẻ video này cách đây là khoảng hơn một năm nhưng mà chúng ta nhìn vào cái thuyết mới nhất của Plan B đi thì các bạn thấy được là đây là một cái biểu đồ và biểu đồ này đó là để thường zoom vào để các bạn nhìn rõ hơn thì chúng ta nhìn vào cái biểu đồ này đi, các bạn thấy được là có ba cái đường, đường màu xanh đậm đó, đó chính là giá cả của BTC trong cái chu kỳ tăng trưởng đó là năm 2012 đến 2016. Và các bạn thấy được là cái đường màu xanh nhạt hơn đó, đó chính là cái chu kỳ của năm 2016 đến năm 2020. Và cái đường màu đỏ này là cái chu kỳ hiện bây giờ bắt đầu từ tháng 5 năm 2020 lên tới thời điểm hiện tại thì cái bắt đầu của cái đường mà màu xanh đậm màu đỏ hay là màu xanh lợt hơn là cái bắt đầu của cái lúc mà Bitcoin hai bình xảy ra cho nên các bạn thấy được là cái đường màu xanh đậm này bắt đầu từ tháng 11 năm 2012 đó chính là cây Harvin lần thứ nhất của Bitcoin cho đến năm 2016 và cái đợt thứ nhì đó chính là cái đợt Bitcoin halving năm 2016 hồi tháng 7 cho đến năm 2020 và bắt đầu đường màu đỏ này là tháng 5 của năm nay đây chính là cái đợt halving lần thứ ba của Bitcoin mỗi 4 năm đó khoảng chừng mỗi 4 năm là Bitcoin halving một lần có nghĩa là mỗi 4 năm đó thì cái số lượng Bitcoin ra đời một lóc bị giảm đi phân nửa để một cái chế độ giảm lạm phát của Bitcoin trong lịch sử của Bitcoin các bạn thấy được là mỗi 4 năm điều đó sẽ xảy ra và cứ mỗi 4 năm cho đến khi nào mà không còn Bitcoin nào ra nữa mà thôi cho nên cuối cùng đó chúng ta sẽ có cái số lượng Bitcoin là 21 triệu và không thể có thêm và 21 cái triệu này đó là Bitcoin đã được có trong cái mã nguồn và các bạn thấy được là nếu như muốn thay đổi là cần sự đồng thuận của tất cả mọi người mà đang lưu trữ sâu cái. Đây là một điều mà hầu như là không thể xảy ra. Sẽ dẫn đến chi chuỗi cho nên Bitcoin cuối cùng cũng chỉ có bốn triệu Bitcoin mà thôi. Không thể có thêm. Và chúng ta thấy được đó là cái chu kỳ của năm 2012 đến 2016 đó sau cái hai bình đó thì chu kỳ đó đã xảy ra. Đó chính là cái đợt mà mà các bạn thấy là đường màu xanh đậm chúng ta nhìn thấy trên màn hình. Và cái chu kỳ thứ nhì đó là năm 2016 cho đến năm 2000 2020 thì đây là cái đường mà màu xanh nhạt hơn và bây giờ là màu đỏ thì các bạn thấy được là chúng ta so với lại cái ngày đó mà Bitcoin hai mình tới bây giờ đó chúng ta đương nhiên là tính theo cái phần trăm tăng trưởng thì bây giờ chúng ta chỉ ở cái mức này mà thôi có nghĩa là chúng ta còn cách cái đỉnh của cái đợt này đó là thời gian nhiều người chuẩn đó một một năm nữa nghĩa là bây giờ trên cuối năm 2021 đó là sẽ kết thúc cái chu kỳ này và cho đến thời điểm bây giờ các bạn thấy nếu như chẩn đoán đó tăng trưởng như người bây giờ nói là cây chẩn đoán tăng trưởng đó rất là giống như là năm 2012 đến 2016 thì cái chu kỳ 4 năm đó, đó giá Bitcoin nếu tính theo cái giá bây giờ đó thì có thể lên tới là gần 1 triệu đô la cho một đồng Bitcoin Tôi không nghĩ vậy. Nhiều người nói là cái đường màu đỏ này đó, cái xu hướng giống như cái đường màu xanh đậm hơn. Nhưng mà tôi nghĩ là giống như cái xu hướng cái đường màu xanh lợt hơn. Đối với Thuận, có nghĩa là Bitcoin, nếu như mà chúng ta thật sự là thấy Bitcoin tiếp tục đi theo lịch sử tăng trưởng phần trăm trước đây đó, thì chúng ta thấy là giá Bitcoin có thể đạt được mức là khoảng 200.000 đô. Cho nên bây giờ, bất cứ các bạn nhìn vào một cái chẩn đoán mô hình nào đó, thì giá Bitcoin cũng tăng lên tới 100.000 đô, 200.000 đô, 300.000 đô. Cho nên bây giờ, nhiều người rất là lạc quan về giá của tương lai và các bạn thấy được là ngoại trừ cái tài liệu này chúng ta cũng nhìn vào một cái thuyết khác nữa được chia sẻ bởi Plan B ngày hôm nay đó Thì đây là cái mô hình Stock to Flow Thì như bạn có biết là Stock to Flow là một cái mô hình chẩn đoán giá cả đó dựa theo sự khan hiếm của một loại tài sản nào đó Đây là một cái mô hình trường đoán giá cả mà mọi người hay dùng trong những cái thị trường như là thị trường vàng, thị trường bạc vân vân Và đương nhiên đây là một mô hình mà rất được sử dụng trên thị trường Bitcoin Và các bạn thấy đó là mô hình này cũng nhìn phức tạp nhưng cũng rất là đơn giản Các bạn thấy được là cái đường mà màu xanh lợt này đó, cái đường mà màu xanh lợt mà đi thẳng đó, ở phía bên trong đó các bạn thấy được Cái đường màu xanh lợt trên màn hình đây chính là cái đường trường đấu giá của bitcoin những cái dấu chấm đó, màu xanh màu cam màu vàng màu đỏ đó đó chính là giá cao của btc thì trong lịch sử bitcoin đó thì bitcoin hoàn toàn là đi theo cái xu hướng của cái mô hình stock to flow này mặc dù là có một số thời điểm giá bitcoin đó là đi lên qua khỏi cái mức màu xanh cái đường màu xanh này rất là nhiều nhiều khi giá bitcoin này đi xuống dưới cái đường màu xanh lợt này rất là nhiều như là các bạn nhìn thấy trên màn hình rất nhiều đợt mà giá bitcoin đó là không có đi theo cái xu hướng này một trăm phần trăm là ở phía dưới đường này hay là nhiều khi đó giá Bitcoin tăng lên thì nằm phía trên đường này nhưng mà trên căn bản đó khi mà thời gian dài thì giá Bitcoin vẫn điều chỉnh và đi theo cái xu hướng và các bạn thấy được là cho đến ngày hôm nay đó lúc mà Bitcoin đạt được cái mức là 26.000 đô thì các bạn thấy là Bitcoin vẫn tiếp tục đi theo xu hướng của đường màu xanh này và đây là một cái mô hình mà Bitcoin đã đi theo trong vòng nhiều năm qua và mô hình hình chứng đoán đó là giá Bitcoin là khoảng chừng 100.000 đô lúc mà chúng ta thấy là Bitcoin là khoảng chừng là giữa năm 2021 đây là cái tài liệu được chia sẻ bởi Stock to Flow mới nhất và các bạn thấy là Stock to Flow một mô hình mà nhiều người rất là tin tưởng thật ra mà nói là nhiều khi chúng ta trước khi mà thấy chuyện gì xảy ra đó thì các bạn không tin cho đến khi nào điều đó xảy ra giống như là các bạn thấy là lúc mà Plan B đưa ra mô hình stock to flow này mà được nổi tiếng của năm 2019 đó, thì lúc đó giá Bitcoin chỉ có là 5.000, 6.000 mà thôi. Mà nếu như mà mô hình này dự đoán Bitcoin lên tới là 100.000 đô năm 2021, rất nhiều người không tin. Thậm chí là mọi người nhìn vào lúc mà flow model này đó, mô hình này chẩn đoán là giá Bitcoin sẽ lên tới 20.000 đô là khoảng gần cuối năm 2020 Cũng không có ai tin hết nhưng mà các bạn thấy là bây giờ điều đó là, là sự thật Thật ra mô hình này đã có thể là chứng minh được là một cái mô hình mà cũng có một số những cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm đến Tại vì thật sự đó thì giá cũng đã có một cái dẫn chứng là đi theo cái mô hình này Bây giờ giá Bitcoin đã trên 20.000 đô cũng như là cái mô hình này đã chẩn đoán từ năm 2019 và đây là một mô hình mà chúng ta sẽ theo sát Các bạn cũng đã biết là chúng ta rất thường hay nói tới Talk to Flow Model Và bây giờ đó thì cái đường giá mới nhất là ngay trên cái mô hình này Và nếu như mà chúng ta cứ tiếp tục thì giá sẽ lên tới 100.000 đô năm 2021 Và đây là những cái thông tin mà được chia sẻ bởi Plan B trên Twitter Mà được rất nhiều người đang quan tâm đến